Chung kết đơn nam Wimbledon 2023 sẽ diễn ra giữa Djokovic và Alcaraz, một cuộc đối đầu được nhiều người mong chờ. Djokovic, tay vợt số 1 thế giới, đang tìm kiếm kỷ lục Wimbledon và Grand Slam, trong khi Alcaraz, tay vợt trẻ tài năng, đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp và bảo vệ vị trí số 1 thế giới. Cả hai tay vợt đã thể hiện phong độ xuất sắc trong hành trình tới chung kết, chỉ thua 2 set trong 6 trận đấu. Trận đấu cuối cùng hứa hẹn sẽ đầy hoành tráng và ý nghĩa, với Djokovic cố gắng cân bằng kỷ lục 8 danh hiệu Wimbledon và Alcaraz hy vọng gây bất ngờ trước tay vợt vĩ đại. Đây là trận đấu lớn đầu tiên của Alcaraz tại sân trung tâm và nếu anh chiến thắng, sẽ là một thành công đáng kỳ vọng. Alcaraz, tay vợt Tây Ban Nha 20 tuổi, đang nổi lên như một trong những tay vợt vĩ đại của làng quần vợt. Anh đã thể hiện tài năng xuất sắc trên sân đất nện, sân cứng và năm nay, anh đã thành công hơn trên sân cỏ. Djokovic đã ca ngợi khả năng thích nghi của Alcaraz trên sân cỏ và nhận xét rằng anh có nhiều điểm tương đồng với mình. Alcaraz đã chứng minh khả năng thích nghi và vượt qua thách thức của các đối thủ. Điều này được Djokovic đánh giá cao. Tuy vốn được xem là tay vợt chủ yếu cho sân đất nện và sân cứng, Alcaraz đã thể hiện khả năng thích nghi với mọi mặt sân và trở thành một đối thủ đáng. Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Alcaraz là khả năng phát triển, thích nghi và điều chỉnh chiến thuật tùy thuộc vào đối thủ, điều mà Djokovic tin rằng anh đã làm rất tốt từ sớm trong sự nghiệp của mình. Alcaraz vẫn cần cải thiện khía cạnh tinh thần để hy vọng trả thù cho trận thua trước Djokovic tại Roland Garros. Trong trận đấu đó, anh đã trải qua những khó khăn về tinh thần khi bị chuột rút sau khi có lợi thế. Mặc dù vậy, tiềm năng và sự phát triển của Alcaraz đang được các chuyên gia và người hâm mộ đánh giá cao.